Những lễ hội hiện nay cũng không được người dân cố gắng tham gia nữa bởi vì đó cũng là nơi mà có thể lây truyền Covid-19 một cách nhanh nhất. Và cũng tại Ả Rập Xê Út, thay vì cho phép hàng triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đổ về thánh địa Mecca để có thể tham dự cuộc hành hương Haji như thường lệ, thì năm nay Ả Rập Xê Út chỉ cho phép tối đa là 60.000 người tham gia nghi lễ linh thương này do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngày 17 tháng 7, các tín đồ Hồi giáo tại Ả Rập Xê Út bắt đầu cuộc hành hương kéo dài 5 ngày. Năm nay, Ả Rập Xê Út chỉ cho phép tối đa 60.000 người đã có mặt tại nước này tham gia cuộc hành hương Haji. Trước đó, có tới 2,5 triệu tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới tham gia cuộc hành hương trong năm 2019. Những người tham gia cuộc hành hương năm nay phải đeo khẩu trang, tuân thủ giãn cách xã hội trong khi thực hiện các nghi thức tôn giáo tại Thánh địa Mecca và khu vực lân cận ở miền Tây Ả Rập Xê Út tất cả các tín đồ đều yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi tới Mecca và trải qua thời gian cách ly sau khi kết thúc cuộc hành hương. Theo quan điểm của đạo hồi, mỗi tín đồ hồi giáo có năm bổn phận chính và một trong các bổn phận là trong đời phải hành hương ít nhất một lần đến thánh địa Mecca bằng kinh phí cá nhân. Dù chi phí của mỗi cuộc hành hương không hề nhỏ nhưng hàng năm vẫn có hàng triệu lượt tín đồ hành hương tới Mecca.